Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Giá vàng miếng SJC sổ đổ mọi kỷ lục trong tuần qua, hiện kết tuần tại 77,8 đến 80,3 triệu đồng một lượng mua bán. Kỷ lục tuần qua ghi nhận tại mức 81 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. Có điều là vàng điên cuồng tăng rồi giảm giá nhanh. Kết thúc tuần vừa rồi 26 tháng 2 đến mùng 3 tháng 3, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết tại 77,8 đến 80,3 triệu đồng một lượng mua vào bán ra. Chênh lệch giữa hai chiều mua và bán tăng 500.000 đồng lên 2,5 triệu đồng. Vàng trong nước tuần qua vọt tăng lên mức cao nhất từng ghi nhận trong lịch sử giao dịch. Biến động giá vàng quốc tế khiến giá vàng trong nước bùng nổ, sổ đổ các kỷ lục trước đó ngay trong phiên giao dịch cuối tuần mùng 2 tháng 3. Cụ thể, tính riêng phiên giao dịch mùng 2 tháng 3, các nhà vàng có tới 7 lần điều chỉnh giá, bước giá mỗi lần điều chỉnh có lúc lên tới gần 1 triệu đồng. Kỷ lục giá vàng miếng SJC được ghi nhận tại 78,5 đến 81 triệu đồng một lượng mua bán. 81 triệu đồng một lượng là giá kỷ lục của vàng miếng SJC từ trước tới nay. Kỷ lục trước đó là ngày 26 tháng 12 năm 2023, khi mỗi lượng vàng miếng bán ra có giá 80,3 triệu đồng một lượng. Đến chiều cùng ngày, mỗi lượng vàng miếng bất ngờ quay đầu giảm 700.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, về mức 77,8 đến 80,3 triệu đồng một lượng. Vàng điên cuồng tăng rồi giảm giá nhanh cho thấy mức biến động thị trường rất lớn. Nhìn chung, giá vàng miếng SJC đã tăng 1,4 triệu đồng một lượng ở chiều bán và tăng 1,1 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào so với phiên giao dịch đầu tuần 26 tháng 2. Còn so với đáy từ đầu năm mùng 2 tháng 1, giá vàng miếng SJC hiện tăng 6,8 triệu đồng ở chiều bán ra và tăng 7,8 triệu đồng ở chiều mua vào. Vàng nhẫn kết tuần ở mức 65,3 đến 66,5 triệu đồng mua bán, tăng 900.000 đồng ở chiều mua vào và bán ra. Giá bán vàng nhẫn loại 0,5 chỉ chạm mốc 66,6 triệu đồng một lượng. Vùng giá này cũng là giá cao nhất của vàng nhẫn từ trước tới nay. Nếu đề cập đến thị trường thế giới, thì giá vàng quốc tế cao nhưng vẫn rẻ hơn trong nước 18 triệu đồng một lượng. Giá vàng quốc tế kết tuần tại 2.082,5 USD, tăng 38 USD so với phiên trước đó. So với một tuần qua, giá vàng quốc tế tăng 2,88%, dù cao nhưng giá vàng quốc tế vẫn đang rẻ hơn trong nước 18,1 triệu đồng một lượng với vàng miếng và 3,7 đến 4,3 triệu đồng một lượng với vàng nhẫn. Giá vàng thế giới đạt đỉnh từ đầu năm lên 2.088 USD một ounce trong phiên hôm qua mùng 2 tháng 3. Đây là tuần tăng thứ hai liên tiếp của kim loại quý này trong bối cảnh dữ liệu kinh tế Mỹ yếu đi. Dữ liệu tháng 2 vừa công bố tiếp tục cho thấy sự suy giảm trong hoạt động sản xuất của Mỹ và các cuộc khảo sát người tiêu dùng của Đại học Michigan cũng chỉ ra điểm yếu tương tự. Chỉ số PMI sản xuất ISM tại Mỹ đã giảm xuống 47,8 vào tháng 2 từ mức 49,1 của tháng trước, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của thị trường là 49,5, đánh dấu giai đoạn hoạt động sản xuất suy giảm thứ 16 liên tiếp, xóa tan hy vọng trước đó về lực kéo mới trong lĩnh vực này. Trong khi đó, cũng trong tuần vừa qua, số liệu lạm phát hàng năm của Mỹ trong tháng 1 ghi nhận mức thấp nhất trong gần 3 năm. Theo báo cáo do Bộ Thương mại Mỹ công bố vào ngày 29 tháng 2, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân không tính chi phí thực phẩm và năng lượng, PCEPI lõi tháng 1 đã tăng 0,4% so với tháng liền trước và 2,8% so với cùng kỳ. PCEPI lõi là thước đo lạm phát ưa thích của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Chủ tịch Fed New York John Williams mới đây cũng đã bày tỏ kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất vào cuối năm. Ông nhấn mạnh lạm phát giảm bớt và nền kinh tế mạnh mẽ, đồng thời lưu ý rằng điều kiện kinh tế hiện tại không cần thiết phải tăng lãi suất. Theo chuyên trang Kitco News, một số nhà phân tích đã lưu ý rằng vàng có thể đối mặt với một thử thách quan trọng trong tuần tới với việc công bố báo cáo về bảng lương phi nông nghiệp trong tháng 2. Đồng thời, những gì Chủ tịch Jerome Powell sẽ nói trong hai ngày điều trần trước Quốc hội cũng được dự báo có tác động lên hướng đi của kim loại quý. Tuy nhiên, ông Adam Button, chiến lược trưởng tài chính tại ForexLife.com, nói rằng sẽ có thể chú ý hơn đến dữ liệu thị trường lao động tuần tới vì điều đó có thể tác động mạnh mẽ hơn đối với USD. Ông nhận định dữ liệu thị trường lao động yếu có thể tác động đến USD nhiều hơn so với ý kiến của Powell. Adam Button cho rằng Chủ tịch Fed sẽ nhắc lại quan điểm lãi suất sẽ giảm, nhưng không phải bây giờ. Ngoài ra, Chủ tịch Fed có thể sẽ nói Fed sẽ tiếp tục theo dõi thêm các dữ liệu tiếp theo trước khi đưa ra quyết định nới lỏng chính sách tiền tệ. Vị chuyên gia nhận định nếu thị trường việc làm yếu có thể duy trì đà tăng của vàng. Chiến lược gia hàng hóa Bart Malik của TD Securities
cho biết vàng đang có xu hướng tăng do thị trường tin rằng Fed sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ vào giữa năm nay, từ đó làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi. Giá vàng hôm 2 tháng 3 năm 2024 trên thị trường thế giới tăng dữ dội sau khi Mỹ công bố báo cáo lạm phát. Giá vàng SJC lập tức tăng thêm 900.000 đồng lên 80,7 triệu đồng một lượng. Đầu giờ sáng ngày 2 tháng 3, giá vàng 4 số 9 của SJC tăng 400.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và tăng 900.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với kết phiên hôm qua lên mức 80,7 triệu đồng một lượng bán ra. Có thể nói vàng tăng giá điên cuồng. Mức giá này đã vượt đỉnh cao 80,3 triệu đồng một lượng được thiết lập vào ngày 26 tháng 12 năm 2023. Thời điểm đó, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 2063 USD một ounce. Giá vàng 4 số 9 được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Saigon SJC cập nhật vào lúc 8 giờ 53 phút và giá vàng 4 số 9 được tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết vào lúc 8 giờ 39 phút. Chốt phiên mùng 1 tháng 3, giá vàng miếng 4 số 9 tại SJC, thành phố Hồ Chí Minh là 77,8 triệu đồng một lượng mua vào và 79,8 triệu đồng một lượng bán ra. SJC Hà Nội niêm yết ở mức 77,8 triệu đồng một lượng mua vào và 79,82 triệu đồng một lượng bán ra. Doji Hà Nội niêm yết ở mức 77,75 triệu đồng một lượng mua vào và 79,75 triệu đồng một lượng bán ra. Doji thành phố Hồ Chí Minh mua vàng SJC ở mức 77,75 triệu đồng một lượng, bán ra ở mức 79,75 triệu đồng một lượng. Tỷ giá trung tâm ngày 1 tháng 3 năm 2024 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 24.002 đồng một USD, không đổi so với phiên giao dịch trước đó. Giá USD ở các ngân hàng thương mại sáng 2 tháng 3 được niêm yết ở mức 24.440 đồng một USD mua vào và 24.810 đồng một USD bán ra. Giá vàng trên sàn Kitco lúc 20 giờ 30 phút ngày 1 tháng 3 giờ Việt Nam giao dịch ở mức 2.050 USD một ounce, tăng 0,33% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 4 năm 2024 trên sàn COMEX New York giao dịch ở mức 2.059 USD một ounce. Giá vàng tăng đạt mức cao nhất trong 4 tuần vào đầu phiên giao dịch tại Mỹ. Kim loại quý được hỗ trợ bởi số liệu lạm phát Mỹ ổn định. Theo Bộ Thương mại Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân PCE tháng 1 tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng theo đúng dự báo mà các chuyên gia kinh tế đưa ra. PCE lõi, chỉ số không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm, tăng 0,3% trong tháng và tăng 2,4% cả năm. Mục tiêu lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed là 2%. Dữ liệu mới nhất cho thấy Ngân hàng Trung ương khó có thể cắt giảm lãi suất sớm nhất là cho đến cuối mùa xuân hoặc đầu mùa hè. Fed đang duy trì lãi suất ở mức cao nhất trong hơn 22 năm, ở mức 5,5%. Thị trường mong đợi đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên vào tháng 6. Chỉ số US Dollar Index DXY đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt Euro, GBY, GBP, CAD, SEK, CHF ở mức 104,127 điểm. Giá Bitcoin có lúc vượt 64.000 USD, sau đó có thời điểm tụt về 60.000 USD do hoạt động chốt lời của nhà đầu tư. Dự báo giá vàng thì theo biểu đồ kỹ thuật, giá vàng có xu hướng do nhu cầu mua ổn định. Ngân hàng Goldman Sachs dự báo hoạt động mua vàng của Ngân hàng Trung ương sẽ tăng trong thời gian tới, điều này khiến giá vàng tiếp tục đi lên. Ngoài ra, căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông và triển vọng kinh tế Trung Quốc chưa có gì khởi sắc cũng tác động tới giá vàng. Theo BMO Capital Markets, 50% chuyên gia dự báo trong ngắn hạn, giá vàng giao dịch trong khoảng từ 1.950 đến 2.150 USD một ounce. 32% dự báo giá vàng giao động trong khoảng từ 2.150 đến 2.350 USD một ounce. Khi trao đổi với phóng viên về việc người dân đổ xô mua gom vàng, ông Trương Hiền Phương, giám đốc cấp cao công ty chứng khoán KIS Việt Nam cho rằng, ngoại trừ sau Tết đến mùa cưới, vía thần tài, khách mua vàng tăng thì vẫn còn nhiều nguyên nhân khác. Đó là nhu cầu phát sinh đột ngột do lo lắng về những bất ổn chính trị trên thế giới. Trước tình hình đó, vàng là nơi trú ẩn tốt nhất, an toàn nhất. Những người có tiền thường chọn mua vàng để dự phòng, để đầu cơ đón đầu. Một lý do nữa là thiếu vàng nguyên liệu. Có thể do người ta ưu tiên làm vàng miếng nhiều hơn, chính sách nhập khẩu vàng đang không được thông thoáng, cởi mở vì nhập khẩu vàng về nhiều sẽ ảnh hưởng đến cán cân ngoại tệ. Cũng không ngoại trừ đầu nậu lớn tạo cung cầu ảo để tạo sự khan hiếm vàng, đẩy giá tăng. Đây là những nguyên nhân chính dẫn đến việc khan hiếm vàng trong những ngày qua. Tuy nhiên tôi cho rằng chỉ là sự khan hiếm cục bộ, ngắn hạn và thị trường sẽ sớm trở lại bình thường, ông Phương nói.
Theo ông Phương, việc mua vàng để làm của để dành là điều hoàn toàn chính đáng, nhưng không nên mua đổ xô vàng mất kiểm soát và chạy theo bầy đàn. Lãi đậm khi mua vàng nhẫn ngay vía thần tài, quyết định chắc cốp và đúng đắn nhất vẫn phải là mua vàng. Khi thị trường vẫn có những biến động khó lường thì Ngân hàng Nhà nước cũng đã có những động thái thiết thực nhằm quản lý điều tiết thị trường vàng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!